Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 4 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn toán lớp 4 tập 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài 49 dãy số liệu thống kê. Và khi thực hiện được xong bài này thì thầy cũng hy vọng chúng mình sẽ nhận biết được về dãy số liệu thống kê, nhận biết được cách sắp xếp dãy số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với hoạt động khám phá. Trong hoạt động khám phá thì chúng mình có thể quan sát tranh ở trong sách giáo khoa hoặc là quan sát tranh trên màn hình. Chúng mình thấy đây là bản rất thân thuộc với chúng ta, bản robot đang đạp xe thể dục và gặp người quen của mình. Và ở đây thì chúng ta có một tình huống như sau. Một buổi sáng trong tuần, robot đều đạp xe quanh một công viên ở gần nhà. Và tuần này, robot đã lần lượt ghi chép độ dài quãng đường đơn vị là km mà bạn ấy đã đi được trong mỗi buổi tập từ thứ hai đến thứ sáu thành một dãy số liệu 1, 2, 2, 2 và 3. Như vậy thì sau khi bạn robot đi tập thể dục, đạp xe quanh bờ hồ, thì tuần này bạn ấy đã lần lượt ghi chép lại độ dài quãng đường tính bằng đơn vị là km mà bạn ấy đã đi được trong mỗi buổi tập từ thứ hai đến thứ sáu thành một dãy số liệu 1, 2, 2, 2 và 3. Vậy thì nhìn qua dãy số liệu này cho chúng ta biết điều gì? Vậy thì nhìn qua dãy số liệu này chúng ta có thể biết được số thứ nhất là 1, số thứ hai là 2, số thứ ba là 2, số thứ tư là 2 và số thứ năm là 3. Như vậy thì nhìn vào dãy số liệu này thì chúng ta thấy số thứ nhất là 1, thứ hai là 2, thứ ba là 2, thứ tư là 2, thứ năm là 3, đúng không? Và dãy số liệu này thì có đúng rồi, chính xác, có 5 số, 1, 2, 2, 2 và 3, có 5 số. Và thứ hai thì robot đi được 1 km. Và nhìn vào dãy số liệu này chúng ta thấy thứ ba thì robot đi được là 2 km. Thứ tư thì robot cũng đi được đó là 2 km. Thứ năm thì robot đi được đó là 2. Thứ năm thì robot đi được đó là 2 km và thứ sáu thì robot đi được đó là 3 km, đúng không? Như vậy thì nhìn vào dãy số liệu ở đây chúng ta thấy bạn ấy ghi được lại từ thứ hai cho đến thứ sáu. Thứ hai là 1 km, thứ ba là 2 km, thứ ba cũng 2 km, thứ tư cũng là 2 km, đúng không? Và thứ năm thì robot đi được là 2 km, thứ sáu sẽ là 3 km. Và ở đây thì chúng ta có thể dựa vào dãy số liệu, em có nhận xét gì về độ dài quãng đường mà robot đi được trong mỗi ngày? Chúng ta có thể nhìn lại dãy số liệu và cho thấy biết là dựa vào dãy số liệu đó chúng ta có nhận xét gì về độ dài quãng đường mà robot đi được trong mỗi ngày. Thì nhìn vào dãy số liệu chúng ta thấy được quãng đường mà robot đi được trong mỗi ngày như thế nào? Khác nhau, đúng không? Vậy thì quãng đường dài nhất mà robot đi được là bao nhiêu km? Đúng rồi, chính xác. Quãng đường dài nhất mà robot đi được đó là 3 km. Vậy thì quãng đường ngắn nhất mà robot đi được là bao nhiêu km? Chính xác.
Quãng đường ngắn nhất mà robot đi được đó là 1 km, đúng không? Vậy thì trung bình mỗi ngày robot đi được bao nhiêu km? Chúng ta đã học cách tính trung bình rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ cộng tất cả lại và chia cho tổng cái số hạng ở đó. Vậy thì trung bình mỗi ngày robot sẽ đi được đó là 2 km. Vậy thì chúng ta có nhận xét gì về các cái dãy số ở trên? À, ở đây thì chúng ta có thể thấy quãng đường dài nhất mà robot đi được trong mỗi buổi tập sẽ là 3 km, và quãng đường ngắn nhất mà robot đi được đó là 1 km. Và trung bình mỗi ngày độ dài quãng đường mà robot đi được trong một buổi tập là 2 km. Thì từ cái dãy số liệu đó chúng ta có thể biết được các ngày trong tuần mà robot đi tập thể dục. Và cũng từ cái dãy số liệu đó chúng ta biết được mỗi ngày, ngày nào thì robot đi được quãng đường là nhiều nhất, ngày nào thì robot đi được quãng đường là ngắn nhất, và trung bình mỗi ngày như thế nào, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào những kiến thức vừa rồi để làm một số bài tập sau. Bài tập đầu tiên trong giải đấu bóng đá dành cho học sinh khối 4, các bạn Nam, Việt, Robot và Dũng lần lượt ghi được số bàn thắng là 7, 6, 2 và 4. Dựa vào dãy số liệu trên, hãy trả lời câu hỏi dưới đây. A. Dũng ghi được bao nhiêu bàn thắng? B. Số bàn thắng nhiều nhất mà một bạn đã ghi được là bao nhiêu bàn? C. Có bao nhiêu bạn ghi được nhiều hơn 5 bàn thắng? Như vậy thì chúng ta sẽ đọc lại bài toán, đúng không? Có khối 4 thì các bạn đó là lần lượt là Nam, Việt, Robot và Dũng. Lần lượt ghi được số bàn thắng là 7, 6 và 2 và 4. Vậy thì Dũng ghi được bao nhiêu bàn thắng nào? Nhìn vào trong ở đây thì chúng ta thấy Dũng, Nam, Việt, Robot và Dũng, đúng không? Vậy thì ở đây chúng mình thấy Dũng sẽ ghi được, à chính xác, Dũng ghi được 4 bàn thắng. Vậy thì số bàn thắng nhiều nhất mà bạn đã ghi được là bao nhiêu bàn? Nhìn vào dãy số liệu này chúng ta thấy số bàn thắng nhiều nhất mà các bạn đã ghi được đó là, à đúng rồi, 7 bàn thắng. Vậy thì có bao nhiêu bàn ghi được nhiều hơn 5 bàn thắng? Có bao nhiêu bạn ghi được nhiều hơn 5 bàn thắng? Nhìn vào đây chúng ta thấy sẽ có là hai bạn ghi được nhiều hơn hơn 5 bàn thắng, đúng không? Đó là 7 và 6, lần lượt là Nam và Việt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Hình dưới đây cho biết số cuốn sách mà mỗi bạn đã đọc trong tháng vừa qua. Đây là sách của bạn Việt này, thẻ thư viện này 1. Bạn Nam 13, bạn Mai 8, bạn Robot 4, bạn My là 5. Ở vậy thì hãy viết dãy số liệu chỉ số cuốn sách mà mỗi bạn đã đọc theo thứ tự: A. Từ bé đến lớn, B. Từ lớn đến bé. Thì chúng ta sẽ thấy là ở cái dãy số liệu này chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự từ gì? Từ lớn đến bé, đúng không? Thì đầu tiên câu A sẽ là từ bé đến lớn, câu B sẽ là từ lớn đến bé. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dừng video và làm bài tập này nhé. Thì nhìn vào dãy số liệu, đúng không? Chúng ta có thể sắp xếp, nếu mà từ bé đến lớn thì số nào bé chúng ta xếp trước lần lượt sẽ là 1, 4, 5, 8 và 13. Từ số lớn đến số bé thì chúng ta sẽ xếp ngược trở lại, số nào lớn nhất chúng ta xếp trước đó là 13, 8, 5, 4 và 1. Bạn nào cũng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với câu 3. Robot ghi chép tổng số chữ cái có trong tên của tất cả các bạn trong tổ 1 thành một dãy số liệu như sau: 4, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 5. Như vậy nhìn vào dãy số liệu đây là chúng ta thấy gì? Ghi chép tổng số chữ cái nhé, tổng số chữ cái tên của tất cả các bạn, tổng số chữ cái tên nhé của tất cả các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào dãy số liệu này để trả lời một số câu hỏi sau. Dãy số liệu trên có tất cả bao nhiêu số? Số đầu tiên trong dãy là số mấy?
Và câu B, tên của các bạn trong tổ 1 có nhiều nhất bao nhiêu chữ cái, ít nhất bao nhiêu chữ cái. Và C, trong tổ 1 có bạn nào tên là Nguyệt hay không và vì sao. À, bây giờ chúng ta chỉ suy nghĩ câu A. Dãy số liệu trên có tất cả bao nhiêu số? Thì chúng ta thấy ở đây chúng ta sẽ đếm đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy chúng ta thấy là dãy số liệu trên có tất cả là 8 số. Và số đầu tiên trong dãy số đó là số 4. Vậy thì tên của các bạn trong tổ 1 có nhiều nhất là bao nhiêu chữ cái nào? Nhiều nhất ở đây là có số 5 đúng không? Ít nhất thì chúng ta thấy là số nào? Số 2. Như vậy tên của các bạn trong tổ 1 có nhiều nhất sẽ là 5 chữ cái và ít nhất là 2, 2 chữ cái. Trong tổ 1 có bạn nào tên là Nguyệt hay không và vì sao? Vậy thì chúng ta thấy tên Nguyệt thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6 chữ cái đúng không? Vậy thì chúng ta nhìn xem là cái dãy số liệu này có cái số nào số 6 hay không? À đúng rồi, không đúng không? Như vậy tên Nguyệt sẽ có 6 chữ cái mà trong dãy số liệu không có số 6. Vậy trong tổ 1 không có bạn nào tên là Nguyệt. Chúng ta sẽ đến với tiết thứ hai, tiết luyện tập. Yêu cầu như sau. Việt cùng bố trồng 5 chậu dâu tây. Bắt đầu từ chủ nhật tuần trước, ngày nào Việt cũng hái dâu tây. Vào mỗi buổi tối, Việt đều ghi lại tổng số quả dâu tây hái được trong ngày và nhận được một dãy số liệu như sau. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 và 13. Chúng ta sẽ thảo luận trả lời 3 câu hỏi sau nhé. Việt đã hái dâu tây trong bao nhiêu ngày? B. Vào ngày nào Việt hái được ít dâu tây nhất? C. Số lượng dâu tây mà Việt hái được trong các ngày đó là tăng hay là giảm sau mỗi ngày? Như vậy chúng ta thấy Việt cùng bố trồng 5 chậu dâu tây bắt đầu từ chủ nhật tuần trước. Ngày nào Việt cũng hái dâu tây, bắt đầu từ chủ nhật tuần trước, ngày nào Việt cũng hái dâu tây đúng không? À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thảo luận trả lời câu hỏi nhé. Việt đã hái dâu tây trong bao nhiêu ngày? Thì chúng ta có thể thấy là các cái dãy số ở đây thì hiện là mỗi ngày một 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 số đúng không? Như vậy thì chúng ta có thể thấy là 8 ngày, 1 2 3 4 5 6 7 8 ngày. Vào ngày nào Việt hái được ít nhất thì chúng ta nhìn vào dãy số ở đây thì chúng ta thấy ngày nào là ít nhất. Đúng rồi, ngày đầu tiên đúng không? Ngày thứ nhất là ngày ít nhất vì ngày này có hai quả mà thôi. Số lượng dâu tây mà Việt hái được trong các ngày đó là tăng hay là giảm sau mỗi ngày? 2 3 4 5 7 8 10 13 thì chúng ta thấy dãy số vừa rồi là như thế nào? Tăng đúng không? Như vậy thì chúng mình thấy là tăng sau mỗi ngày. Câu hỏi số 2. Cho dãy số liệu về thời gian tập thể dục mỗi ngày của các thành viên trong gia đình Mai như sau: 20 phút, 40 phút, 10 phút, 50 phút và 30 phút. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận trả lời câu hỏi. A. Gia đình Mai có bao nhiêu thành viên? B. Trung bình mỗi thành viên trong gia đình Mai dành được bao nhiêu phút mỗi một ngày để tập thể dục? À, bây giờ thì chúng ta sẽ đọc lại yêu cầu của bài và xem cái dãy số mà ở trong bài đã cho. Trong gia đình Mai thì chúng ta thấy mỗi ngày của các thành viên tập thể dục đó là 20 phút, 40 phút, 10 phút, 50 phút và 30 phút. À, vậy thì dựa vào dãy số liệu thì chúng ta thấy gia đình Mai có tất cả là bao nhiêu thành viên? Ở đây thì chúng ta có thể thấy dựa vào dãy số liệu này thì có là 20 phút, 40 phút, 10 phút, 50 phút, 30 phút thì chúng ta thấy có 5 đúng không? Như vậy gia đình Mai có tất cả là 5 thành viên. Trung bình mỗi thành viên trong gia đình Mai dành bao nhiêu phút một ngày để tập thể dục thì chúng ta cũng đã học cách tính trung bình rồi. Chúng ta sẽ lấy tất cả 5 thành viên này cộng lại đúng không? Tất cả các cái phút của 5 thành viên này cộng lại và chia cho 5 sẽ là 20 cộng 40 cộng 10 cộng 50 cộng 30. Vậy tổng số hạng ở đây sẽ là 1 2 3 4 5 chia cho 5 thì chúng ta thấy sẽ bằng bao nhiêu? À, sẽ là bằng 30 phút đúng không? Vậy thì trung bình mỗi thành viên trong gia đình Mai dành số phút một ngày để tập thể dục đó là 30 phút. Chúng ta kiểm tra lại bài làm của chúng mình xem có giống với bài làm của thầy không.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 3. Hãy thực hiện một cuộc khảo sát về số giờ ngủ trong một ngày của các bạn trong nhóm em và ghi lại kết quả thành dãy số liệu. Thì hoạt động này chúng ta sẽ tự thực hiện. Chúng ta sẽ thực hiện các cái cuộc khảo sát vi về bạn của mình trong một ngày đó bạn ấy ngủ trong nhóm xem là các bạn ấy ngủ một ngày cho là bao nhiêu giờ. Ví dụ như là chúng ta có thể tiến hành khảo sát một dãy số liệu như sau. Thì robot tiến hành khảo sát ghi lại thành một dãy số liệu như là 10 giờ, 8 giờ, 11 giờ, 10 giờ, 9 giờ, 8 giờ và 7 giờ. Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ thảo luận xem là dựa vào số liệu vừa thu thập được, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó là có bao nhiêu bạn đã tham gia cuộc khảo sát. Thì dựa vào cái dãy số vừa rồi chúng ta thấy sẽ là có 7 bạn tham gia vào cuộc khảo sát đúng không? Sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bạn sẽ tham gia cuộc khảo sát. Bạn ngủ ít nhất đã ngủ bao nhiêu giờ mỗi ngày? Thì chúng ta thấy trong các giờ thì chúng mình thấy bạn ngủ ít nhất là 7 giờ trong mỗi ngày đúng không? Thì ví dụ như vậy. Và có 3 bạn ngủ đủ giờ, số giờ theo lứa tuổi. Và trong giai đoạn từ 6 đến 12 tuổi thì mỗi ngày cần ngủ đến từ 9 đến 12 giờ. Như vậy thì có bao nhiêu bạn ngủ đủ số giờ theo lứa tuổi? Thì chúng ta thấy sẽ có 3 bạn. Hoạt động vận dụng thì chúng ta sẽ tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến dãy số liệu thống kê. Hoạt động này chúng ta có thể tự tìm hiểu rồi chia sẻ cho các bạn nhé. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài dạy thống kê. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại các em trong những video sau.